Thưa quý vị, mở đầu chuyên mục camera nóng ngày hôm nay sẽ là hình ảnh khó tin về chiêu thức hoạt động mới của đối tượng trộm cắp. Để thực hiện hành vi trộm cắp của mình thì hắn đã trùm mền trắng, bịt kín mặt, đóng vai bóng ma, đột nhập vào cửa hàng xe máy, trộm hàng trăm triệu đồng cùng với nhiều điện thoại di động để trong két sắt rồi tẩu thoát. Có hình ảnh camera an ninh của cửa hàng ghi lại tên trộm đi dép lê, trùm một chiếc chăn và bịt kín mặt để tránh bị nhận dạng. Sau khi đột nhập vào bên trong, tên trộm khá bình tĩnh đi tới hộp bàn cuối cùng của dãy bàn, ngồi xuống dùng một vật nhọn để cậy cửa trong thời gian khoảng hơn 2 phút và lấy đi tài sản bên trong. Được biết, sự việc xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Tiến Thu, địa chỉ số 12 đường Lý Thái Tổ, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Tiếp theo đây là hình ảnh hiện đang được chia sẻ rầm rộ trên các trang mạng xã hội. Theo đó, một tài xế xe con không biết chuyện gì đã xảy ra trước đó, khiến người này rất hung hăng và vác vũ khí dí theo một chiếc xe tải. Và diễn biến bất ngờ đã xảy ra, đó là gì? Mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Sau khi lấy hung khí từ cướp ra, người này chạy đuổi theo một chiếc xe tải. Đúng thời điểm đó, hai chiến sĩ công an đang đi làm nhiệm vụ thì phát hiện sự việc. Hai chiến sĩ nhanh chóng áp sát người đàn ông và thu hồi hung khí, kịp thời ngăn cản một sự vụ ồn ào xảy ra. Theo người chia sẻ clip cho biết, trước đó do tài xế xe tải bốc còi khiêu khích khiến nam thanh niên tức giận nên đã dẫn đến hành động này. Thưa quý vị, việc tàn trữ vũ khí là hành vi vi phạm pháp luật. Vụ việc vừa xảy ra cũng là lời nhắc nhở các tài xế lưu thông trên đường nên kiểm soát bản thân, tránh để xảy ra những vụ việc đáng tiếc chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trên đường. Việc phơi đồ thì chẳng có gì đáng để nói đúng không thưa quý vị? Thế nhưng camera nóng vừa ghi nhận một hình ảnh phơi đồ có 102. Thay vì phơi đồ trên sân thượng hay trước sân nhà như bao người, thì một người trong đoạn clip ngay sau đây lại chọn cách phơi đồ trên con lương ngay giữa đường và hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra. Xin mời quý vị chú ý đến người này, đang loay hoay thu gom quần áo trên sào phơi đồ ngay giữa con lương, mang theo nhiều đồ trên người. Trong lúc băng qua đường trở lại vào nhà thì không may gặp tai nạn. Bởi số quần áo đã vô tình che mất tầm nhìn của người này, cộng thêm việc chạy qua đường nhanh, bất cẩn, khiến chiếc xe máy không kịp né tránh, hậu quả người ôm theo mớ đồ bị gãy chân, phải nhập viện điều trị.